Lan xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn lại quay trở về với kênh Vương Lan, cuộc sống Trung Quốc của gia đình Lan nha. Này cả nhà mình á, có nhận ra là cái giọng của Lan bình thường lại không nè? Hôm nay á, Lan và Bảo Sinh á đi ra ngoài thị trấn tiếp. Ngày mai á, có mấy cậu qua bên đây tiếp Lan với Bảo Sinh làm nhà. Cho nên là mình đi mua thêm một ít đồ ăn nữa. Để ngày mai á, Lan sẽ chỗ tài nấu ăn đãi cho mấy cậu nha, ông bà cô chú. Mỗi lần á, đi ra ngoài chợ ở ngoài thị trấn á, thì rất là xa, cho nên là tụi em á, thường á, lái xe con đi cho nó tiện. Chứ còn đi chợ nhỏ gần gần thì tụi em thường là đi xe máy điện không à. Do là buổi chiều á, Lan không có ăn cơm, cho nên là ra tới ngoài thị trấn đói quá, ghé đây mua mấy cây bánh ăn nè ông bà cô chú. Mua 4 cái thì một cây hồ lô, sẵn cho anh họ đó, anh ăn luôn á ông bà cô chú. Rồi qua đây, Lan mua thêm cái này là đậu hũ non nè. Ở bên đây người ta bán đậu hũ non không có giống như ở miền Nam, không có nước cốt dừa, cũng không có nước đường, mà người ta sẽ lấy đường cát á, người ta bỏ vô như thế này. Rồi bỏ cái ống hút vô, đem về là ăn nha cả nhà. Nhìn thấy cái ly đậu hũ non á, mà Lan rất là nhớ cái chén đậu hũ non ở Việt Nam mình bán. Nào là có nước đường nè, thơm thơm mùi gừng, thật sự luôn thèm cực kỳ luôn đó ông bà cô chú. Bây giờ thì nhà Lan á, là đang chuẩn bị rau, tại vì hôm sáng ngày mai á, là có mấy cậu đi qua đây nè cả nhà để mà tiếp Bảo Sinh đó. Tụi em á, có đi ra ngoài chợ để mua một ít đồ ăn về. Cho nên là tụi em hôm nay là có đi ra ngoài kia kìa, loại nhỏ đó, để mua về một ít đồ ăn như là đậu Hà Lan này kia kia, chứ không có nhiều, cũng một ít đồ thôi. Để ngày mai á, xào cho mấy cậu. Cả nhà có muốn xem là mấy cậu của Bảo Sinh đó như thế nào không nè. Lúc trước thì nhà của mấy cậu ở bển á, là cất hay là sửa gì đó thì có hai vợ chồng Lan qua tiếp hết ông bà cô chú. Cho nên là bây giờ thì nhà Lan sửa lại thì mấy cậu sẽ qua đây tiếp. Kiểu như người ta ở đây thì người ta sẽ có qua có lại đó ông bà cô chú, không có cần mất tiền. Người ta qua tiếp mình thì mình chỉ cần nấu đồ ăn cho họ ăn là được đó cả nhà. Đậu Hà Lan nè, ngày mai là mình Lan nấu ăn nha bà cô chú. Cả nhà có muốn xem là Lan nấu ăn như thế nào không nha. Mai là Lan đặc biệt là tự gia bếp và tự xào món Trung Quốc, nấu món Trung Quốc nha. Xem phản ứng của mấy cậu á, ăn đồ ăn Lan xào như thế nào nha bà cô chú. Bây giờ thì những cái thức ăn này á, thì Lan và Bảo Sinh á, là sẽ chuẩn bị hết để sáng ngày mai á, là Lan mình ơi Lan xào là Lan sẽ làm không kịp á bà cô chú. Nếu mà ít gì á, thì cũng phải làm 6 món. Đậu hũ, thường thường miễn thêm rau xào, liu cơ chai. Sáng ngày mai á, thì mới xào. Nhưng mà Lan với Bảo Sinh á, thì tối nay nè, là tất cả những cái rau mình sẽ làm sẵn ở đây đó. Ảnh lo lại là sáng ngày mai Lan làm không kịp đó ông bà cô chú. Cái bỏ hết rồi, cái kinh thì bây giờ. Kinh là bây giờ là.
好了，那你把我这颗根拿出来，我就刷刷。那个篮子装的该，篮子都是。这个肉啊，你。 Thì mình nước xào á là ở bên em là xé ra nhau và cô chú. Cô chú Lan đem thịt ra là thịt mua bữa hôm Tết cả nhà. Cái này là thịt dê đông cứng nhất à. Bây giờ đem ra để mà mình giả đông á. Sáng ngày mai bắt đầu là Lan lên Lan hầm rồi đó ông bà cô chú. Rất là cứng luôn nha. Đó. Rất là Lan thì là không có ăn thịt dê, là không có thích ăn thịt dê. Cái tô thôi, chứ mình đừng nhớ giá. Tô thôi, chả có tô thôi. Cái này sầu rồi. Này chơi cái là, chắc có khởi. Chơi cái, tô thôi, chứ đây là cổ thôi. Tô thôi, là tô thôi. Còn đây là thịt bò nè ông bà cô chú. Thịt bò muối luộc rồi xong bỏ vô tủ lạnh á. Bây giờ mình sẽ để cả đông ra để ngày mai á là bắt đầu vô xào đó cả nhà. 明天早上起来，我先给你把大蒜一切。你知道大蒜炒什么不？大蒜炒什么？大蒜炒这个，炒这个，然后炒这个，这三样是一起炒。Do là Lan á, ít có khi nào vào bếp á cả nhà. Khách cứ lại thì chỉ mình ơn anh Bảo Sinh là ông làm tất tần tật à. Cho nên hôm nay nè, có mấy cậu lại á, anh sợ vào xào đồ ăn mà để mấy cậu làm á thì cũng rất là mất mặt. Cho nên là ảnh phân công cho Lan làm cái chuyện này. Và ông cũng rất là lo lắng luôn đó ông bà cô chú. Còn lại phong ngoài mình ra. Chứ cơ. Bao xài là chưa chuẩn xào. Phong điện lá chào. Phong điện. Phong điện chú. Phong điện điện chú. Xung. Chứ cơ đa xoan. Đào xoan nà lì. Chứ cơ khởi phong điện đa xoan lì mẹ. Phong điện sinh giang. Sinh giang mộ. Tất cả là bắp cải. Rồi đậu hà lan. Rồi củ cà rốt. Có cả mấy cái món này lạc xưởng nè. Thịt dê nè đó. Tất cả mấy cái này thì anh đã chuẩn bị cho Lan hết trơn rồi. Sáng ngày mai bắt đầu là Lan chuẩn bị làm nha một chút. Tại vì ngày mai là bổ sinh cũng rất là bận luôn cả nhà. Ra hay liệu rú. Liệu rú gì là có lẽ phong này phong đây đi. Quên đây còn thịt bò nữa này cả nhà. Đây, đây còn thịt bò nữa. Để đây. Đây là cậu Út nha ông bà cô chú. Hôm nay chỉ có hai ông này ở nhà thôi cho nên hai ông này lại tiếp nha. Còn bên đây là cậu hai. Trời rất là giống mẹ chồng Lan luôn á nha. Cái chân mày cũng giống luôn ông bà cô chú. Đây. Đang làm cá. Ông đem lại một con cá to chà bá luôn nè cô chú. Nó chó rồi. Nó chó rồi. Anh chú chào. Bộ bà. Ai nhìn phát mà sư phiền đâu, không phát là. Cái gì mà. Bộ phát là sang chi. Đa lên lên lên. Chị ta. Rồi
Hôm nay nè, có một mình làm mà cho nên Lan cũng rất là bận. Vừa phải hầm thịt nè, tí nữa còn phải sắc đồ ăn, xào đồ ăn nữa. Bảo xin bảo là tí nữa nếu mà ảnh có rảnh á, thì ảnh sẽ vào tiếp Lan một chút á, ông bà cô chú. Xem hôm nay lần đầu tiên Lan trổ tài nấu món gì, xem mấy cậu có phản ứng như thế nào nha cả nhà. Bây giờ thì thường thì Lan á, mà hầm canh á, thì Lan sẽ bỏ táo đỏ vô ông bà cô chú. Táo đỏ thì người Trung Quốc ở bên này họ rất là thích ăn. Táo cái này nó to lắm, chừng là nhiều 8 trái là đủ rồi. Ở trên mái nhà đó là cậu Út á ông bà cô chú. Cậu đứng ở gần anh họ là cậu Hai. Do là hôm nay á nhà em đổ cái trần nhà cho nên là cậu chưa có đi làm á. Cậu bảo là sẽ qua bên đây để trả công cho nhà Vương Lan một ngày. Do lúc trước á nhà cậu làm á là Vương Lan với Bảo Sinh qua tiếp á ông bà cô chú. Cậu Út. Mấy cậu ở nước ngoài á thì cũng đi làm mấy cái này nè ông bà cô chú cho nên là mấy cậu rất là dành luôn. Lúc trước á thì cậu có đi làm chung với Bảo Sinh nữa đó cả nhà. Lúc trước á Lan và Bảo Sinh cũng đi làm hồ á ông bà cô chú. Bảo Sinh á thì làm thợ xây, còn Lan á thì phụ lặt vặt như là trộn hồ nè, xách hồ tiếp nè. Cho nên á trong công việc thì Lan cũng biết ít nhiều. Làm dâu ở đâu cũng vậy, gặp gia đình chồng giàu có một tí thì mình nhàn tấm thân, còn gia đình nghèo á thì mình cũng phải bươn chải bươn ba, chứ đâu phải ai lấy chồng á nước ngoài thì cũng được đổi đời đâu ông bà cô chú. Phụ ở ngoài xong á thì bây giờ Lan vô đây nè để chuẩn bị là cho bữa cơm trưa. Cơm thì Lan đã bắt lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ gọt khoai tây nè, mình sẽ xào rau ra để ăn trưa thôi ông bà cô chú. Những cái này là Lan cần sắt nè. Mấy cái này thì cũng là sắt rồi cho Lan hết rồi. Tao để sĩ phục có xào nghĩa là đi hết luôn. Lan cắt xong thì Lan phải đi lấy gì? Lan sẽ đi lấy một hàm đó một chút. Đi Lan hết không hẳn. Lan đi bên chỗ. Lan đi. Đọc lâu chưa ra đây không? Quên nữa mà con chú, cái này thì Lan không để nước vô nè. Không để nước vô á là nó sẽ khi xào á nó sẽ dính lại cái gì. Nên là cái này làm mình phải ngâm nước. Ngâm nước á thì cái khi xào á là nó sẽ không có dính lại. Hôm nay nè, Lan xào rất là nhiều món luôn đó ông bà cô chú. Xào món Trung Quốc á thì cũng không có gì là khó. Ở bên này chỉ cần bỏ dầu rồi bỏ rau này kia vô, bỏ muối. Nếu nhà ai có ăn bột ngọt thì mình bỏ bột ngọt. Còn
Có ăn đường thì bỏ đường, còn nhà Lan á thì chỉ ăn muối nè, với lại là bột nêm thôi nha ông bà cô chú. Cái lạp xưởng này nè, người ta xào cho nó trong lại, xong rồi người ta sẽ vớt ra ngoài cái dĩa. Rồi sau đó thì mình bỏ rau, bỏ ớt gì kia vô á, mình xào. Ở bên Trung Quốc này họ ăn rất là nhiều dầu mỡ nha. Ông bà, cô chú, anh chị á, thấy cái chai dầu của Lan á, là mọi người cũng biết rồi. Mới đầu á, cái chai dầu đó là đầy một chai luôn đó ông bà, cô chú. Xào hết rau á, là cái chai dầu đó cũng vừa hết luôn đó ông bà, cô chú. Nói chung thì ở bên Trung Quốc này cũng lâu năm mà, cho nên Lan thấy người ta xào rau này kia nè, Lan cũng biết được chút chút. Nhưng mà bà nội Tứ Huệ thì không có cho Lan vào bếp, do là bà nội Tứ Huệ rất là sợ. Sợ Lan nấu đồ ăn Việt Nam, bà nội Tứ Huệ ăn không được.你再烧啊，我没看见灯呢。有的灯花了没？有的灯花了。灯花才好吃啊。嗯。红枣嘞。是不是红枣的灯好了？看没有？再灯就灯花了。你想洗的菜这是姐，锅里放着。 这个放个勺子，小勺子。啊，刚刚给哥哥带回去给阿姨了吧？嗯。啊，拿个勺子。拿小勺子。好。啊，来勺子，哥哥。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。十一，一共一共两个嘛，姑姑，是啊，舅丈两个，两个。 好，来，今天好。好，来，阿弟，哥，还狗呢呀，儿子呀，来，我来呀，一把腊肉，好吃吧？好吃，好吃。啊，阿舅，阿舅伯多吃一点。嗯嗯，好好，嗯，快吃，你快吃。舅舅也多吃一点啊。嗯嗯。还有啊，羊肉，我吃。嗯。舅舅吃啊。嗯。阿舅伯也吃啊。嗯。 Hả? Bà ơi, cô lại chưa hết luôn. Dạ, hai cậu quá trời khen luôn nè, bà cô chú. Bảo là ngon. Đây. Không có sự giúp đỡ của Bảo Sinh thì cũng không làm gì được. Ừ, hả phụ đó. Mình tổng mong. Hả? Mình sống mạnh, mình sống mạnh, mình sống mạnh. Ông cậu này là cậu hai nè ông bà cô chú. Cái chân mày giống y chang như chân mày của bà nội Tứ Huệ. Đây là cậu Út. Bảo Sinh ơi, trả luôn. Mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn cơm với Lan nha. À, với lại hai cậu thì còn mới quá cho nên là đang không có bảo hai cậu mời. Mời ông bà cô chú ăn cơm. Mời ông bà cô chú ăn cơm. Hai siêu xài à? Rồi, phải chú. Rồi. Tôi xin thăm ăn. Do lúc trưa Lan đi làm hộ đó ông bà cô chú, cho nên là trên đầu á có một ít bụi. Một mình Lan á mà làm quá trời nhiều món luôn ông bà cô chú. Hôm nay á là Lan lần đầu tiên á vào bếp á nấu đồ ăn đãi cho khách á cả nhà. Nào giờ á là Lan không có vào bếp nấu món Trung Quốc đâu. Lan chỉ nấu món Việt Nam mình tự ăn thôi à. Còn lâu lâu á thì Lan cũng có nấu đồ ăn Trung Quốc, nhưng cũng chỉ nấu cho ở nhà ăn thôi, chứ chưa nấu cho khách ăn bao giờ. Hôm nay nè, Lan nấu tới 7 món ông bà cô chú. Nhìn thấy mấy cậu ăn ngon như thế này, Lan nghĩ chắc là đã thành công rồi đó ông bà cô chú. Video của Lan đến đây thì xin được phép được tạm dừng rồi. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết video. Lan cảm ơn ông bà cô chú anh chị rất là nhiều.